Không ai nhắc mình thì làm sao mà mình làm được? À, thật vi diệu, lửa có thể làm mực tàn hình hiện ra được. Giờ đi chiếc nào. Trồng cây ăn quả trong vòng 5 giây, chỉ có đất mới làm được thôi. Đâu hết rồi? Mấy đứa này định trốn học sao? Nani? Cô! Chào em. Chán thế, em vẫn chưa ngủ đủ mà cô. Đến giờ học rồi. Buổi học mới thôi nào. Em chào cô. Chào em. Xin chào các bạn. Nani? Yêu, cậu chưa đánh răng à? Chưa. Thôi, chào tự nào các em. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học của 4 bên tớ. Xin chào các bạn, mình là Đức. Con mình là nước. Mình là lửa. Mình là khí nhá. Mời các bạn cùng khám phá xem ở lớp học 4 nguyên tố này sẽ có điều gì thú vị nha. Và hãy nói cho mình biết các bạn thích nhất là nguyên tố nào. Các bạn hãy bình chọn cho mình nhá. Bình chọn cho mình này. Bình chọn cho mình nữa. Đừng quên khí nha. Màn tra hỏi xong rồi, giờ kiểm tra bài cũ nhỉ. Nani? Giờ cô mời một em lên viết nghĩa vật từ trên bảng nào. Lạ ghê, sao mỗi lần kiểm tra bài cũ là không nhìn thấy mặt ai thế nhỉ? Không thấy mặt thì mới không bị gọi cô hả? Đúng rồi, em lên đi. Vâng ạ. Tối qua bố mẹ cho đi ăn đùi gà rán về muộn quá, mình đã ôn bài đâu. Vừa rơi xuống đây mà lại đâu mất rồi. Nani? Đất tiêu rồi. À, yeah, có phấn rồi. Suýt thì tiêu. Mình có biết làm đâu. Em làm xong rồi à? Đất, em nói biết gì đâu. Em không biết làm à? Không biết làm. Về chỗ, một điểm. Lần này thì tiêu thật nha. Ý, quên, mình được một điểm rồi mà. Sao phải chê? Cô gọi cô gọi kìa, lên đi. Đi mạnh giỏi nha. Nhớ mang 10 điểm về cho mẹ, chứ đừng mang ư về cho mẹ nha. Đừng mang ư về cho mẹ nha. Yeah. Em mau làm đi. Vâng ạ. Hả? Mình làm được. Cô ơi, bài tập
tập ở... Ơ, đâu mất rồi, rõ ràng cô viết rồi mà. Được rồi, để cô viết lại. Đây nha, em mau làm đi. Vâng ạ. Em định làm gì vậy? Nani? Trời ơi! Em vừa làm cái gì vậy? Em ta làm gì đâu mà khóc hả? Thế à? Giờ mới cần khóc này. Khí một điểm. Vừa nãy cô bảo viết gì lên bảng đấy ạ? À? Viết cho cô nghĩa của từ tiếng Anh trên bảng. À vâng, em hiểu rồi ạ. Cô ơi, em xong rồi ạ. Thông minh. Để cô xem nào. Hả? Minh Khoa, em viết cái gì vậy? Cô viết nghĩa của từ... Một điểm, về chứ? Bài dễ như thế này mà không ai làm được vậy. Còn nữa thì sao? Em có làm được không? Dạ em ôi nước ơi, cậu đừng khóc nữa. Mưa to thế này sắp lũ lụt mất thôi. Nước, thôi được rồi, không phải lấy vàng nữa. Ơ, vâng ạ. Nước, một điểm nữa. Lửa, trưa nay còn định ăn thịt với gạo sống đấy hả? Không đâu. À này, cho tớ xin một ít nước được không? Được, đơn giản. Nani? Cảm ơn cậu. Rồi, mình sẽ làm bữa trưa của mình. Xong rồi, ăn thế nào? Ôi, lửa ơi, hay đấy. Phải gọi là xoài tuyệt vời. Con mình thì chỉ cần uống sữa là đủ no rồi. Yeah. Ô, thèm kem đấy nhở, làm kem thôi. Ăn kem sữa cũng ngon lắm đấy. Bình thường. Này, cậu định ăn đất hả? Cậu định ăn đất hả? Tất nhiên là không rồi. Nhìn tới đây. Trong vòng 5 giây, chỉ có đất mới làm được thôi. Ngon quá. Bị cô gọi nhanh quá, mình chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả. Bữa trưa hôm nay, mình sẽ ăn hamburger. Yeah. Cô ơi, để em ăn hộ cho. Úi, nhìn ngon quá. À, không sao, mình vẫn còn hộp sữa. Ô, sữa kìa. Lại đau nữa rồi. Úi, hơi đau một tí, nhưng mà có sữa uống còn tốt hơn là nhịn đói. Đưa hết sách vở cho cô. Đây ạ. Đây là đề thi ngày hôm nay. Xin ạ. Em xin ạ. Em xin cô ạ.
Nhớ là làm bài nghiêm túc, cấm gian lận. Vâng ạ. Sao đọc đệ mà mình chả hiểu gì thế nhỏ? Ố, thừa đang làm gì kia? Thật vi diệu, lửa có thể làm mực tàn hình hiện ra được. Giờ thì chiếc nào. Gì vậy? Cho tớ chiếc với. Không, tự thân vận động đi. Tự thân vận động đi. Ô, đồ kì bò, kìa xỉn, kêu kìa. Được rồi. Nó đến rồi. Nước, tớ có biết gì đâu. Có chuyện gì vậy? Đã không gì đâu ạ. Mình đã chuẩn bị rất kỹ cho bài kiểm tra lần này, nhất định mình sẽ được 10 điểm. Các bạn đang hỏi tại sao mình lại tự tin như vậy ư? Nhìn đây. Hả? Cậu có nhiều tài liệu thế, cho tớ chép với nhá. Không cho. Cho đi mà. Tớ sẽ vào được điểm cao nhất lớp. Thích không cho à? Lá của mình đâu hết rồi? Hai, là cậu làm đúng không? Chuẩn, tớ mà được 1 điểm thì cậu cũng đừng hòng được 10 điểm nhá. Không sao, tớ vẫn còn đầy nhá. Mẹ, chỉ có cô thôi. Quay cô trong giờ kiểm tra sao? 1 điểm. Thế có phải làm bài nữa không ạ?